Mình ở dưới sông mình quay cận cảnh cái gào xe cuốc múc đưa xuống sông cho các bạn xem luôn ha. Ở múc qua lộ nè bạn, thì những video trước mình có quay cho các bạn xem rồi ha. Thì mùa giãn cách thì khó khăn lắm, mình để theo xe cuốc mình quay hoài cho các bạn xem luôn. Mùa này không có xe cuốc nào làm khác ngoài xe cuốc này hết các bạn. Còn 265 cần 17 m. Đi cái tạ chà bá lửa sao đích luôn. Thì đống đất này chắc cũng sắp xong rồi nè, bự lắm rồi. Trời ơi, cái đất này hết thơm luôn đó. Quá trời sâu luôn. Cần này mới làm các bạn cả tháng cái gì thì sơn màu khác với chiếc xe thôi. Cần này nhỏ gọn nè bạn, 17 m mà nó gọn. Lấy vô chắc đắp lên nhà quá quá trời.
ghe lúa đang di chuyển nha mấy con. Thầy chắc mua dùng thứ thì sao á? Sâu ghê hổ không? Mình ở dưới sông thì mình quay cho bạn thấy nó cận cảnh đó, cái đưa cái gạo xuống sông ha. Home.